Thì đây là cái máy in nhiệt wifi không dây các bạn. Cái máy này nó sẽ kết nối trực tiếp với cái wifi ở nhà của các bạn, như là cái điện thoại của các bạn kết nối wifi vậy đó. Nó sẽ kết nối không dây, các bạn mua về các bạn chỉ cần gắm điện vào và các bạn in thôi nha. Đây các bạn, chỉ cần gắm điện như thế này là các bạn có thể in được nha. Các bạn không cần phải gắm dây LAN hay như thế nào hết nha. Đó, nó là máy in wifi không dây nha, kết nối trực tiếp với wifi. Rồi, thì nó là máy in nhiệt nên không có sử dụng mực, nên các bạn không cần phải in mực luôn, không cần phải bơm mực nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ giấy nha. Thì ở bên hông là các bạn, nó có một cái cần gạt nè. Đó, các bạn gạt cái cần này xuống là nó sẽ bật cái nắp này lên ha. Rồi còn giấy á, thì các bạn để theo cái chiều như thế này ha. Nó có một cái cây á các bạn, để các bạn xỏ ở đây nè, các bạn để cái treo cái cuộn giấy lên đó mà mình làm biếng mình không có bỏ nha. Rồi các bạn để giấy như thế này ha. Rồi các bạn đóng nắp lại cho có dư ra một xíu nè. Rồi ở bên hông á các bạn, nó có công tắc nè, các bạn bật cái công tắc lên ha là mở máy nha. Đó, đèn nó sáng lên là máy nó hoạt động nè, máy có điện nè. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái tờ giấy in test ra để biết được cái máy in của các bạn nó có hoạt động tốt hay là nó bị lỗi hay như thế nào ha. Rồi các bạn tắt công tắc nè. Một tay các bạn giữ nút phía ha, bấm và giữ nè. Rồi một tay các bạn bật cái công tắc lên nè. Đó, các bạn chờ cái đèn đỏ nó chớp nó tắt một cái là các bạn buông cái nút phích ra nha. Đó, buông ra nè. Sẽ in ra tờ giấy in test cho các bạn nè. Đó, cái máy này khi mà in ra thì nó cắt giấy tự động cho các bạn luôn nè, thấy không? Đó, ở đây thì nó có cái thông số của cái máy in nha các bạn. Đó, như thế này thì máy in hoạt động tốt nè, mực đẹp nè, đậm nè các bạn. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình wifi, kết nối wifi ở nhà của các bạn với cái máy in này. Để các bạn nhập cái địa, lấy cái địa chỉ IP đó các bạn nhập vào cái phần mềm Kiosk Việt để các bạn in hóa đơn bán hàng nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra nha. Thì ở trong máy á, nó đi kèm á, là một cọng cáp USB nè để kết nối máy tính với cái máy in nè các bạn. Và một cái máy nè, máy in X-Printer nè. Đây, và cọng cáp sạc, cáp để các bạn cắp nguồn đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy máy ra nè, các bạn cắm nguồn vào nha. Rồi bây giờ thì để mở khay giấy ra các bạn, ở bên đây nó có cái cần gạt nè, các bạn bấm gạt xuống là nó sẽ mở khay giấy ra nha. Thì các bạn lấy một cái cuộn giấy ha, các bạn bỏ vào. Thì cái máy in này nó sử dụng giấy khổ K80 nha các bạn. Đó, các bạn để cùng chiều như thế này ha. Rồi các bạn đóng lại. Còn cái cọng cáp USB á, thì cái đầu dẹp nè, các bạn gắn vô trong cái máy tính của các bạn ha, hoặc là laptop á, còn cái đầu vuông vuông tròn tròn này nè, các bạn gắm vô cái main. Đây, các bạn gắm như vậy ha. Rồi thì mình có cái cọng dây mình đã gắm sẵn rồi, bây giờ mình sẽ lấy cọng dây này mình gắn luôn. Đó, thì để kết nối wifi á, thì các bạn buộc phải kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cài đặt cái wifi cho cái máy in này nó kết nối với wifi được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này nha. Ok, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn tải cái phần mềm này về nha, mình để cái đường link ở bên dưới phần miêu tả. Sau khi tải về các bạn được file nén như thế này ha, các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Exact Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn clip vào. Rồi bây giờ các bạn chạy cái file này lên nè, Green Test nè, các bạn mở cái file này lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Green để các bạn in thử coi cái máy in của các bạn nó đã kết nối thành công với máy tính chưa nha. Nó thành công đó thì nó sẽ in một miếng giấy ra. Này các bạn để ý nè. Đó. Đó. Rồi nó báo đây là Send Data Success nè các bạn. Đó, USB thành công nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào Advanced ha. Mình vào Set Net nè. Rồi ở đây á, các bạn lưu ý giúp mình nè. Cái Wi-Fi á, các bạn vào trong cái điện thoại các bạn xem cái Wi-Fi của mình. Cái Wi-Fi mình đang sử dụng nè. Muốn in được á, là điện thoại mình kết nối Wi-Fi, máy in kết nối Wi-Fi, hai cái sử dụng một Wi-Fi mới có thể in được nha các bạn. Rồi các bạn vào cái Wi-Fi ở mình, ví dụ ở đây là mình cái Johnny Trần nè. Rồi mình vào chữ Y nè, mình sẽ thấy được cái địa chỉ IP nè các bạn, cái subnet nè.
và cái default gateway nè. Ở trên này là các bạn thấy không? IP nè, IP request nè, netmask nè, default gateway nè, nó tương ứng ở trên cái phần mềm của chúng ta nha. Thì bây giờ chúng ta xem ở đây nha. Thì cái địa chỉ IP nè, 192.168.1 nè các bạn. Từ cái khúc .1 nè, trở về trước, các bạn điền y chang nha. Đó, mình ví dụ đây 192.168 nè, giống nè. Ở đây 123 mình đổi là số 1 ha. Thì ở chỗ số 1 này á, tùy theo cái mạng nha các bạn có mạng là .0, .1, .2, .3. Bắt buộc các bạn phải xem để các bạn mới biết được nha. Rồi, ok, thì bây giờ ở đằng sau này á, thì các bạn sửa lại giúp mình là 250 hoặc là 252, 251, 249. Thì thường những cái địa chỉ IP này á, nó rất ít có cái thiết bị sử dụng, tại vì nó nằm gần cuối rồi. Đó, rồi còn ở dưới đây các bạn, dưới đây là cái default gateway nè, cái netmask này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cũng xem ở đây luôn nè các bạn, mặt nạ mạng nè, 255, 255, 255. Các bạn đánh y chang luôn, hai dòng cuối các bạn giống đánh y chang luôn nha. Đây, .1, các bạn đánh y chang luôn. Rồi, bây giờ các bạn xuống dưới phần Wi-Fi Router nè. Chỗ Wi-Fi Router này, SSID đó là cái tên Wi-Fi nha các bạn. Đây, cái tên Wi-Fi nè, các bạn vui lòng đánh cho nó chính xác luôn nha các bạn, dứt hoa, dứt thường khoảng cách luôn nha. Rồi, ok, của mình đây là Johnny Trần nè. Rồi, xuống đây là Wi-Fi cây nè. Rồi, các bạn nhập cái mật khẩu vào. Các bạn nhập chính xác nha. Rồi, ở cái mã hóa nè. Rồi, ở cái mã hóa này á, thì các bạn chọn ở để nguyên cũng được. Nếu mà các bạn để nguyên á, nó cấu hình xong nó không chạy á, các bạn có thể chọn xuống cái chỗ WPA2 nè, Keep AS nè, BS gì nè. Đó, cái chỗ này nào các bạn, đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm Setting On nè, nó sẽ cấu hình cho cái máy in nha. Các bạn để ý nó sẽ tiếp nè. Đó. Các bạn chờ xíu, nó sẽ cấu hình xong một xíu. Đó, đèn đỏ nó tắt là nó cấu hình xong nha. Chờ thêm xíu nữa, sau đó mình sẽ tắt cái máy in và mình mở lên lại nha. Ok các bạn, thì sau khi mà các bạn đã kết nối cái wifi với cái máy in này rồi á, là đã cài đặt IP cho cái máy in này rồi á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái tờ giấy in test như hồi nãy ra để lấy được cái địa chỉ IP, để các bạn lấy cái IP đó bạn nhập vào cái phần mềm Ký ức Việt nha. Thì cũng như hồi nãy các bạn tắt cái công tắc nè, các bạn bấm giữ nút phích nè, rồi các bạn mở lên, các bạn chờ cái đèn đỏ nó chớp nó tắt một cái thì các bạn buông cái nút fix ra thì nó cũng in ra tờ giấy in test thôi. Cái tờ giấy in test nó cũng chứa cái thông tin của cái IP nè các bạn. Đó, các bạn nhìn ở đây nè, 192.168.1.250 nè. Đó là cái địa chỉ IP mà hồi nãy mình vừa thiết lập đó các bạn. Vào dấu ba gạch nha. Chọn máy in. Chọn máy in kết nối tại quầy hoặc là tại bếp nha. Mình ở đây mình đặt tên máy in nè. Rồi, chọn khổ 80 nha. Nhập cái địa chỉ IP vào nha. Địa chỉ IP máy in nha. Nhập cái bọt 19100 9100. Rồi, ok, kết nối. Kết nối thành công nha. Rồi, xuống kết nối máy in tại bếp cũng được luôn nha. Thì cũng nhập địa chỉ IP vào luôn. Nhập cái bọt 9100. Rồi, ok, đã kết nối. Rồi, bây giờ mình RAM mình thử nha.